Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương ạ. Và trong tháng 8 này bên công ty Thúy sẽ bung ra trên thị trường bất động sản một dự án rất là đẹp, rất là đắc địa, nằm gần với khu vực ngã tư Miếu Ông Cù và ngã tư Bình Chuẩn các bạn nhé. Đó chính là dự án khu nhà ở Minh An nằm tại mặt tiền đường của Bình Chuẩn 62 thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có quy mô lên đến là 3,8 hecta, chia làm là 7 lốc và 201 nền, bao gồm nhà phố và đất nền ạ. Về pháp lý thì dự án khu nhà ở Minh An được quy hoạch chuẩn chi tiết 1/500, la sổ riêng từng nền với diện tích rất là đa dạng, từ 60m² đến 143m², và hiện tại giá dao động sẽ là 1.1 tỷ một nền đến 1.4 tỷ một nền, tùy theo vị trí cũng như là tùy theo diện tích các lô các nền ạ. Vâng, và hiện tại thì từ dự án khu nhà ở Minh An này có thể kết nối nhanh đến các khu vực trung tâm lớn, như là đến vận chuyển hàng hóa từ các công nghiệp đi ra các khu vực xung quanh. Đặc biệt là trên mặt tiền đường Bình Chuẩn 62 đi vào cạnh dự án của chúng ta thì có đến những 20 công ty đã trong nước và ngoài nước đã và đang hoạt động ở trong khu vực này. Chính vì thế khi mà đến với khu vực Bình Chuẩn 62 này vào cái thời điểm mà tan ca và vào ca các bạn, thì lượng công nhân rất là đông luôn, và rất là đông. Hơn thế nữa thì lượng dân cư dân sinh ở trong khu vực này là cực kỳ là sung túc các bạn ạ. Xung quanh cái bán kính của dự án của chúng ta thì bao gồm tất cả các nhiều tiện ích này, như thế giới di động này, bách hóa xanh này, rồi mắt rồi các bưu điện này, rồi các trung tâm điện máy này, và rất là nhiều các tiện ích khác nữa các bạn nha. Vâng, và thì bây giờ thì sẽ giới thiệu về bản đồ các bạn nhé, giới thiệu về bản đồ khu nhà ở Minh An để các anh chị và các bạn chúng ta có thể nắm rõ hơn ạ. Vâng, dự án khu nhà ở Minh An đấy các bạn là có quy mô là 3,8 hecta, như Thúy vừa chia sẻ với cả nhà, với chia làm 7 nóc, bao gồm nóc A. Vâng, bao gồm là 7 nóc ạ, nóc A, nóc B, nóc C, nóc D, nóc E, nóc F, nóc K, nóc L là nóc H. Thì hiện tại thì trong dự án này sẽ có quỹ đất riêng các bạn nhé. Ngoài xây nhà phố, đất nền ra thì còn có một quỹ đất ạ. Quỹ đất ở khu vực này các bạn được dùng để làm khu xây chợ các bạn nhé, xây chợ và một quỹ đất dùng để làm đất giáo dục và đất hành lang cây xanh ấy, chính là công viên. Thì tiến dịch lại hơn để các anh chị và các bạn chúng ta có thể nhìn thấy rõ nha. Vâng, đây các bạn, đây ạ, quỹ đất này dùng để là xây đất dịch vụ thương mại này, đất giáo dục này, đất dùng cây xanh này các bạn này. Vâng, và dự án của chúng ta nằm trên mặt tiền đường Bình Chuẩn 62 sẽ được mở rộng thành là 28m đây các bạn ơi, sẽ được mở rộng là 28m này. Và đây các bạn, đó, đường Bình Chuẩn 62 sẽ được mở rộng thành 28m. Còn đây là đường CKV, sẽ là đường đấu nối với đường nhà nước chạy thông qua dự án Minh An. Và hiện tại thì dự án của khu nhà ở Minh An sẽ có điểm ưu việt đó chính là nằm cạnh hai mặt tiền chính, hai mặt tiền đường lớn các bạn nha. Thứ nhất đó chính là mặt tiền đường Bình Chuẩn 62 sẽ được mở rộng thêm ra thành là 28m, sẽ đi đấu nối thông qua là khu vực đường Võ Thị Sáu thuộc về Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương đó ạ. Và một tuyến đường đó chính là tuyến đường CKV sẽ đấu nối với trục đường của nhà nước chạy qua dự án của chúng ta với lộ giới lên tới là 28m luôn. Chính vì thế khu nhà ở Minh An này là ở một cái vị trí vô cùng đắc địa và thuận tiện về giao thông. Đặc biệt hơn nữa, xung quanh toàn bộ khu nhà ở Minh An này là các công ty xí nghiệp với lượng công nhân và dân cư vô cùng đông đúc luôn. Vâng, và hiện tại thì trong dự án này sẽ có những quỹ đất, vâng, có quỹ đất riêng để xây khu thương mại, quỹ đất riêng để xây khu đất dịch vụ là giáo dục, và một quỹ đất dùng để làm hành lang cây xanh. Vâng, nhìn vào trong bên trong dự án này của chúng ta để ý thấy là rất là nhiều mảng xanh. Vâng, chủ đầu tư rất là khéo léo trong cái cách là sắp xếp các mảng xanh trong dự án của chúng ta. Đây là bao gồm mảng xanh này các bạn này, rồi mảng xanh lên này, mảng xanh lên nữa này, để tạo cái cảnh quan đô thị cho nó một cái không gian thoáng đãng cũng như là không gian thật là mát mẻ trong dự án, cho khu dân cư của chúng ta. Điều đặc biệt hơn nữa là ngay trên mặt tiền đường Bình Chuẩn 62 để ngăn cách giữa tuyến đường lớn đối với là một cái dự án thì sẽ cũng có những cái mảng xanh các bạn nhé, để tạo cảnh quan đô thị đây, và mảng xanh đến đây chính đây ạ. Vâng, tuyến đường Bình Chuẩn 62 này sẽ được mở rộng thêm ra thành 28m. Vâng, và hướng lưu thông thẳng ra tuyến đường Bình Chuẩn 62 chúng ta sẽ gặp được tuyến DT743B. Từ DT743B chúng ta sẽ di chuyển ra tới ngã tư Miếu Ông Cù chỉ trong khoảng vệ khoảng tầm 800m, di chuyển từ ngã tư Bình Chuẩn trong khoảng vệ 500m. Như vậy tuyến đường Bình Chuẩn 62 là một trong những cái tuyến đường sẽ trở nên vô cùng sầm uất và đông đúc.
để bởi cái lượng công nhân cũng như là lượng dân cư trong... thì trên đây thì mới giới thiệu được sơ lược qua thôi về một phần nào đó về dự án khu nhà ở Minh An. Thì tất cả các anh chị và các bạn đang có nhu cầu đầu tư thì hãy có thể nhanh tay gọi điện thoại cho Thúy theo số điện thoại 0974594548 hoặc trực tiếp inbox qua cho Thúy. Thúy sẽ tư vấn cũng như là giới thiệu kỹ hơn nữa về dự án khu nhà ở Minh An này để cho quý anh chị và các bạn chúng ta có cơ hội đầu tư và sinh lợi nhuận ở một cái khu vực đắc địa và trung tâm như thế này nhé. Vâng, và hè những video sau thì sẽ làm dài hơn nữa, review cận cảnh hơn nữa để chúng ta có cái nhìn khái quát nhất nhé. Vâng, và xin chào và tạm biệt, hẹn gặp các bạn vào những video lần sau.